Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trong thời lượng của tin mới 24 giờ. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới 24 giờ. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Cả thế giới sốc nặng khi mà quân đội Việt Nam độ chế xe thiết giáp cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của kênh Tin Tức Mới. Các bạn thân mến, quân đội nhân dân Việt Nam là một lực lượng nổi tiếng về cách tiếp cận chủ động, tích cực đối với những trang bị kỹ thuật có trong tay, không có bất cứ một trang thiết bị nào được coi là thừa thãi cả. Phát huy được những gì đã và đang có được, quân đội ta lại một lần nữa tạo ra những bất ngờ lớn về sự sáng tạo của mình trong việc cải hoán những trang bị đã cũ kỹ, lạc hậu và thành những sản phẩm có tính ứng dụng cao trong điều kiện thực tế, phục vụ cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Một trong những thành tựu đó là cải hoán xe thiết giáp BTR-152 thành xe cứu thương. Chiếc xe này có khả năng thích ứng với điều kiện thực tế tại Nam Sudan như thế nào? Chúng có thực sự có thiết thực hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của video này. Các bạn thân mến, trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lý do tại sao lại xuất phát ý tưởng hoán cải xe thiết giáp BTR-152 thành xe cứu thương phục vụ cho lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Việt Nam ta chính thức tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc từ năm 2014 cho đến nay, triển khai lực lượng theo hai hình thức là cá nhân và đơn vị. Theo hình thức cá nhân, Việt Nam đã cử được 55 sĩ quan đến các phái bộ của Liên Hợp Quốc ở Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan ở các vị trí khác nhau như quan sát viên, quân sự, sĩ quan tham mưu và sĩ quan liên lạc. Còn hình thức đơn vị Việt Nam tham gia trong lĩnh vực quân y với mức độ bệnh viện dã chiến cấp 2 và sẽ tham gia trong lĩnh vực công binh với mức độ là đội công binh. Theo như kế hoạch được đề ra, vào tháng 10 năm 2018, bệnh viện dã chiến cấp 2 đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở tại Bentiu, một trong những nơi cần giúp đỡ nhất của Cộng hòa Nam Sudan. Tuy nhiên, sau quá trình khảo sát thực địa thì lực lượng Liên Hợp Quốc tại đây đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển. Sự khó khăn đó được mô tả như sau. Nhà máy sản xuất sô-cô-la khổng lồ, đó là cách mà người dân nơi đây vẫn ví von sau mỗi trận mưa tại khu vực Bentiu. Do cấu trúc đặc biệt của đất ở đây, chỉ cần trời mưa thôi, đất trên những con đường này sẽ nhanh chóng trở thành một thứ chất sền sệt đặc quánh, y hệt như là sô-cô-la vậy. Và để có thể vượt qua được những con đường đó thì không hề xa, chỉ từ 5 đến 7 km. Thế nhưng cũng có khi mà các đoàn xe của Liên Hợp Quốc phải mất từ 1 đến 2 ngày bởi lý do khó khăn khi mà di chuyển. Những bánh xe bị giữ chặt trong thứ sô-cô-la đặc biệt này của vùng đất Bentiu. Do đó, một đòi hỏi mang tính cấp thiết đặt ra được trang bị một phương tiện chuyên dụng để đảm bảo an toàn cho công tác cứu thương và vận chuyển người bệnh. Đây chính là phương tiện mang tính sống còn đối với toàn bộ các tài thương trên bộ trong mùa mưa. Bởi hầu hết các loại phương tiện phi quân sự ấy không thể hoạt động hiệu quả do bùn lầy trơn trượt. Thế nhưng trong khi đó, phương tiện của các nước thành viên trực tiếp tham gia vào phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc chỉ có một phần nhỏ là được cấp phát, còn phần lớn đều tự mang từ quốc gia của chính mình. Chính bởi thực tế đó mà Bộ Quốc phòng đã giao nhiệm vụ cho Tổng cục Kỹ thuật nhanh chóng cải hoán xe thiết giáp BTR-152 thành xe cứu thương bọc thép phục vụ cho quá trình hoạt động tại bên Bentiu. Vậy nhưng tại sao lại lựa chọn BTR-152 để cải hoán mà không phải là một chiếc xe nào khác? Trước hết thì cần phải nhấn mạnh rằng đây là loại xe đã có từ quá lâu đời. Xe thiết giáp BTR-152 là loại bánh lốp mui trần đã phục vụ cho quân đội Liên Xô từ những năm 1950. Và theo nhu cầu của quốc gia này, sẽ được sản xuất hàng loạt cho đến năm 1955. Trước kia, đây là phương tiện xuất hiện phổ biến trong lực lượng tác chiến của nhiều quốc gia trên thế giới. Thế nhưng đến nay, chỉ còn một vài quốc gia còn giữ lại khí tài này trong hàng ngũ quân đội của mình, trong đó có Việt Nam.
chiếc xe phục vụ quân đội ta trong nhiệm vụ chở quân từ năm 1979 theo dạng nhận viện trợ từ Liên Xô. Tính đến thời điểm năm 2017, xe cũng đã phục vụ được 38 năm, chưa kể thời gian đã sử dụng trước đó. Trong quá trình lên kế hoạch và thực hiện, quân đội ta cũng đã tìm hiểu và đưa được ra một chiếc xe tương đương của Đức. Thế nhưng giá nhập lại khá cao, không phù hợp. Bởi những lẽ đó, chiếc xe thiết giáp BTR-152 đã được lựa chọn hoán cải cho nhiệm vụ đặc biệt trên. Do nhà máy Z-153 Việt Nam tiến hành thực hiện, đây được đánh giá là một nhiệm vụ khó khăn, vừa là lần đầu tiên thực hiện. Thời gian yêu cầu lại gấp rút, các cơ quan đơn vị của Tổng cục Kỹ thuật như Phòng Khoa học Quân sự, Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự và nhà máy Z-153 đã tập trung tối đa để triển khai thực hiện kế hoạch, đưa ra được sản phẩm nghiệm thu trong thời gian sớm nhất và đặc biệt phải đáp ứng được yêu cầu hoạt động trên thực địa. Sau khi cải hoán, phương tiện này được cho là sẽ giúp các cán bộ, y bác sĩ Việt Nam đang hoạt động trong lực lượng gìn giữ hòa bình có thể thực hiện tốt nhiệm vụ tải thương, cứu thương, đồng thời còn bảo đảm an toàn trong khi di chuyển qua những khu vực đang có xung đột vũ trang. Cụ thể, xe thiết giáp BTR-152 đã được cải hoán thành xe cứu thương BTR-253 TGCT. Xe được tháo bỏ phần súng máy, lắp mui cao hơn so với nguyên bản, sơn màu trắng cùng với phù hiệu chữ thập đỏ bên hông. Điểm nhận diện của lực lượng gìn giữ hòa bình, ngoài phần khung và vỏ giáp chống đạn, còn lại xe gần như đã được thay đổi mới hoàn toàn. Động cơ sử dụng là Hyundai D4DB cùng với hộp số mới là M035S5 đồng bộ. Vỏ giáp chống đạn trên nóc xe được bổ sung thêm, cho phép chống lại các loại đạn bộ binh thông thường là 7,62mm. Toàn bộ gầm, lốp xe, cầu đều được thay mới bằng vật tư từ Nga, chuyển đổi hệ thống lái dẫn động cơ khí sang hệ thống lái trợ lực, thủy lực, lắp thêm gương chiếu hậu, hệ thống đèn, cùng với đó là nhíp để tăng khả năng chịu tải của hệ thống treo. Khả năng cơ động của BTR-152 cũng được đánh giá là tốt hơn, hoạt động hiệu quả hơn khi được thay thế động cơ xăng theo nguyên bản động cơ diesel mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Trang thiết bị cấp cứu trên xe được thực hiện theo tiêu chuẩn gồm có xe cứu thương đường không và cả đường bộ. Trên xe có giá cứu thương 2 tầng đủ cho 2 bệnh nhân nằm, 2 vị trí ngồi dành cho thương binh và kíp cứu thương, 1 cáng thương, 2 cáng gấp cơ động cứu thương trong trường hợp có thương tích nhiều, máy hút dịch di động, máy thở xách tay, máy theo dõi bệnh nhân kèm sốc tim và bơm tiêm diện điện. Tuy nhiên thì xe vẫn có khả năng mở rộng thêm tối đa vị trí nằm và ngồi cho thương binh trong những trường hợp thực sự cần thiết phục vụ cho công tác chở quân hoặc là cứu thương. Bên cạnh đó thì vì nhiệt độ tại Nam Sudan vào mùa khô có khi lên đến 55 độ C lại rất bụi, nếu như sử dụng điều hòa như xe thông thường thì sẽ không thể nào đáp ứng được. Vậy nên hệ thống điều hòa được nâng công suất, đáp ứng yêu cầu làm mát ở phía bên trong, luôn đảm bảo duy trì nhiệt độ trong khoang y tế thấp hơn bên ngoài từ 5 cho đến 10 độ. Sau quá trình thử nghiệm, hệ thống lạnh đáp ứng được yêu cầu, hơn nữa còn rất hiệu quả. Về mặt chiến thuật, xe di chuyển ở giữa đội hình hành quân trong một đội hình tác chiến chung, tốc độ trung bình từ 10 cho đến 40 km/h. Trong tình huống đặc biệt, yêu cầu cơ động nhanh có thể đạt đến 65 km/h trong cự ly hành quân khoảng 160 km, bao gồm cả đi và về. Ngoài ra phải kể đến hệ thống camera ảnh nhiệt, hỗ trợ lái xe và chỉ huy khi di chuyển trong mùa khô, mật độ bụi cao hoặc là trong điều kiện tắc chiến đêm. Đặc biệt với hệ thống này, lái xe hoàn toàn có thể quan sát đường đi khi cửa kính bị che lại, đảm bảo an toàn khi đi qua những khu vực đang có xung đột vũ trang. Kính chắn gió trên xe cũng được thay thế bằng kính chống đạn. Phía bên trên là hai tấm giáp sẽ được kéo xuống sau khi mà bắn loạt đầu tiên vào lớp kính, chỉ đúng khoảng 1 tháng sau khi mà có bản thiết kế chuẩn, hoặc là việc cải hoán xe cứu thương BTR-152 đã cơ bản hoàn thành. Xe được thử nghiệm đánh giá theo đúng quy trình đảm bảo chất lượng để lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc tiến hành kiểm tra. Tất cả những công nghệ hiện đại nhất đã được nhà máy áp dụng triệt để. Qua đó vừa có thể đảm bảo tính năng kỹ chiến thuật cũ, vừa trang bị thêm các khả năng chuyên dụng mới cho xe. Công suất động cơ cũng được nâng lên từ 110 mã lực lên thành 130, hỗ trợ xe vượt qua những chướng ngại vật lớn hơn, đồng thời vẫn đảm bảo được tốc độ di chuyển trong đội hình tác chiến trong những tình huống đặc biệt, yêu cầu cơ động nhanh. Với thành công của nhiệm vụ trên, Việt Nam ta đã chủ động trong việc tự cung cấp xe cứu thương, tiết kiệm đáng kể trong nguồn ngân sách mua xe. Xe thiết giáp phục vụ cứu thương BTR-152 sau cải tiến đảm bảo an toàn,
tính năng và kỹ chiến thuật tăng lên và tính năng vượt địa hình trơn lầy cũng được đánh giá tốt. Chắc chắn rằng những chiếc xe thiết giáp cứu thương đặc biệt này sẽ góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ những người lính quân y mũ nổi xanh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, những người đang hàng ngày phải vượt qua những con đường khó khăn, đầy nguy hiểm ở khu vực Ben Tiu để giúp đỡ người dân Nam Sudan. Vào năm 2018, thì trong đội hình Bệnh viện Giã chiến cấp 2 số 1 tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan, ngoài xe thiết giáp cứu thương BTR-152 thì còn có xe tải Uran-4320 được hoán cải. Hình ảnh ghi nhận cho thấy rằng nó mang theo một thùng kín ở phía sau, dự đoán đây có thể là chiếc cabin để chăm sóc sức khỏe hoặc là phục vụ cho quá trình thực hiện phẫu thuật tại hiện trường. Các phương tiện này đều được sơn màu trắng cùng với dòng chữ UN cho thấy nó được phục vụ trong phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Và cũng xin được chia sẻ thêm một chút về Việt Nam trong quá trình tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thời gian chính thức tham gia là từ năm 2014. Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam, đây là Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam ra đời vào ngày 27 tháng 5 năm 2014. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu một bước ngoặt lớn cho sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và cũng chính vào ngày này, Bộ Quốc phòng đã cử Trung tá Mạc Đức Trọng và Trần Đăng Nhàn, hai sĩ quan đầu tiên của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, cụ thể là với vị trí sĩ quan liên lạc tại phái bộ tiếp tục vào ngày 1 tháng 4 năm 2015, ba cán bộ sĩ quan lên đường đợt 2 thực hiện nhiệm vụ tại Cộng hòa Trung Phi. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 19 sĩ quan Việt Nam tham gia hoạt động ở hai phái bộ trên. Trong lĩnh vực quân y, đến nay thì Bộ Quốc phòng đã triển khai được 3 bệnh viện dã chiến cấp 2, trong đó có 2 bệnh viện dã chiến số 1 và số 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Nam Sudan và trở về nước. Và từ năm 2014 đến nay, tất cả đã có 55 lượt sĩ quan được cử theo hình thức cá nhân, 189 cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế tham gia vào đội hình bệnh viện dã chiến cấp 2. Bên cạnh đó, đặc biệt phải nhắc tới 3 sĩ quan đã ứng thi và xuất sắc trúng tuyển vào làm việc tại Liên Hợp Quốc, đánh dấu một bước trưởng thành vượt bậc khi lần đầu tiên Việt Nam có sĩ quan được trực tiếp làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc, tham gia vào công tác tham mưu và xây dựng kế hoạch hoạt động tại các phái bộ gìn giữ hòa bình. Đây quả thực là những thành tích đáng ghi nhận, cho thấy được sự trưởng thành về trình độ chuyên môn của các sĩ quan Việt Nam, cũng như sự lớn mạnh của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, ngày càng thích ứng với yêu cầu cao của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất để gửi đến quý vị trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại!